các bạn, cô trò chúng ta lại gặp nhau rồi. Và trong buổi học ngày hôm nay, cô sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ học bài tiếp theo trong chương trình tiếng Anh lớp 4, chương trình của bộ các bạn nhé. Và trong buổi học hôm trước, cô đã cùng với các bạn chúng ta liệu ôn lại một chút về phần kiến thức của bài học số 1, phần chào hỏi đúng không nào? Và đây, bắt đầu từ bậc số 2, chúng ta sẽ có nhiều kiến thức hơn để chúng ta cần phải ghi nhớ. Vì vậy, các bạn sẽ thật là chú ý vào phần bài giảng cũng như là phần cách cô đọc từ và truyền đạt đến các bạn phần mẫu câu nhé. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngay bây giờ nào. Unit 2. Unit 2. I'm from Japan. Trước tiên thì chúng ta vẫn phải làm quen với các phần từ vựng đã, bởi vì là trong bài học này sẽ có rất là nhiều từ mới. Vì vậy các bạn sẽ thật chú ý vào đây nhé. Vocabulary. Number 1, listen and repeat. Nghe và sẽ nhắc lại theo cô nhé. City. City. Flag. Flag. Nationality. Nationality. Where. Where. Vietnam. Vietnam. Vietnamese. Vietnamese. China. China. Chinese. Chinese. England. England. English. English. Malaysia. Malaysia. Malaysian. Malaysian. France. France. French. French. Australia. Australia. Australian. Australian. America. America. American. American. Japan. Japan. Japanese. Japanese. Rồi, ok, đó là toàn bộ từ vựng mà chúng ta cần phải ghi nhớ trong bài học số 2. Trong bài học số 2 này thì chúng ta làm quen với các từ vựng về các quốc gia cũng như là về phần quốc tịch. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe, nhắc lại và giải nghĩa của các từ này các bạn nhé. Rồi, Japanese ở đây là người Nhật Bản. Japan là nước Nhật Bản. American, người Mỹ. America, nước Mỹ. Australian, người Úc. Australia, nước Úc. French, người Pháp. France, nước Pháp. Malaysian, người Malaysia. Malaysia, nước Malaysia. Malaysia, chúng ta hay nói tiếng Việt thế đúng không nào? English, người Anh. England, nước Anh. Chinese, người Trung Quốc. China, nước Trung Quốc. Vietnamese, người Việt Nam. Vietnam, nước Việt Nam. Where là từ để hỏi, chỉ địa điểm, where, ở đâu. Nationality, quốc tịch. Flag, lá cờ. City, thành phố. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và nhắc lại một lần nữa nhé. City. Flag. Nationality. Where. Vietnam. Vietnamese. China. Chinese. England. English. Malaysia. Malaysian.
Friends. French. Australia. Australian. America. American. Japan. Japanese. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tiếp theo. Phần tiếp theo đó là phần cấu trúc structures. Vậy thì trong bài số 2 này sẽ có cấu trúc gì mà chúng ta sẽ cần phải ghi nhớ? Các bạn sẽ chú ý lên màn hình và chúng ta sẽ ghi chép thật là kỹ càng cấu trúc này vào giúp cô nhé. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ phải ghi nhớ cách hỏi xem là ai đó đến từ đâu. Được chưa nào? Đến từ đất nước nào? Đến từ quốc gia nào? Được chưa nào? Thì chúng ta sẽ có câu hỏi là where are you from? Where are you from? Bạn đến từ đâu? Được chưa nào? I'm from cộng với tên đất nước. Hoặc là where is she? Hoặc là where is he from? Được chưa nào? She, he is from cộng với tên đất nước. Để cho các bạn hiểu rõ hơn về phần cấu trúc này, chúng ta sẽ nhìn xuống ví dụ. Ở đây cô sẽ phân tích. Cô có các ví dụ. Where are you from? Đây các bạn nhìn thấy chưa nào? Where are you from? Bạn từ đâu đến? I'm from Vietnam. Mình đến từ Việt Nam. Where is Anna from? Ở đây chúng ta phải dùng is, bởi vì Anna khi mà chúng ta quy chủ ngữ đó là ngôi thứ ba sau is she, đúng không nào? Where is Anna from? Anna từ đâu đến? She's from England. Cô ấy đến từ nước Anh. Được chưa nào? Câu trả lời của chúng ta ở đây sẽ phải là tên đất nước các bạn nhé. Được chưa nào? Vietnam, nước Việt Nam, và England là nước Anh. Được chưa nào? Và cấu trúc thứ hai chúng ta phải ghi nhớ ở đây đó là cách hỏi xem quốc tịch của ai đó. Quốc tịch ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta là người nước nào đó. Được chưa? Chúng ta đến từ Việt Nam và chúng ta là người Việt Nam. Đó chính là người Việt Nam thì chính là cái quốc tịch của mình. Được chưa nào? Hoặc là đến từ nước Mỹ thì đến từ nước Mỹ thì quốc tịch của chúng ta sẽ là gì các bạn nhỉ? Sẽ là người Mỹ đúng không nào? Rồi ok, vậy thì để hỏi xem là quốc tịch của ai đó là gì thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là What nationality are you? What nationality are you? Thì câu trả lời của chúng ta sẽ là I am cộng với quốc tịch. Đó là quốc tịch các bạn nhá, nhớ nhá, không phải là quốc gia. Và thứ hai là What nationality is he hoặc là is she? Được chưa nào? Thì câu trả lời sẽ là she is hoặc là he is cộng với quốc tịch. Thì các bạn sẽ nhìn xuống đây, chúng ta sẽ có sự so sánh này. What nationality are you? Quốc tịch của bạn là gì? I'm Vietnamese. Đấy là mình là người Việt Nam đó. Ở phần 1 là quốc gia, tức là hỏi chúng ta đến từ đâu đến từ quốc gia nào. Còn đây là hỏi là quốc tịch của chúng ta là gì. Được chưa nào? What nationality is he? Quốc tịch của cậu ấy là gì? He is English. Cậu ấy là người Anh. Được chưa nào? Vậy thì trong bài học số 2 này, chúng ta phải ghi nhớ cho cô hai cấu trúc. Thứ nhất đó là cách hỏi xem ai đó đến từ đâu. Thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là where are you from? Hoặc là where is he hoặc where is she from? Câu trả lời sẽ là I'm from cộng với tên nước, hoặc là he is hoặc là she is cộng với from cộng với tên đất nước. Và cấu trúc thứ hai các bạn cần phải ghi nhớ đó là cách hỏi quốc tịch của ai đó. Xem ai đó là người nước nào thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là What nationality are you? Câu trả lời sẽ là I'm cộng với quốc tịch. Và What nationality is he? Hoặc what nationality is she? Câu trả lời sẽ là She is hoặc là he is cộng với quốc tịch ở đây. Được chưa nào? Vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn toàn bộ phần từ vựng cũng như là phần mẫu câu, cấu trúc mà chúng ta cần phải ghi nhớ trong bài học số 2. Các bạn sẽ ghi chép thật là đầy đủ ra vở để chúng ta sẽ có tư liệu chúng ta làm bài tập nhé. Cô xin nhắc lại với các bạn một lần nữa là chương trình lớp 4 của chúng ta là chương trình không hề dễ và kiến thức của nó khá là nhiều. Vì vậy yêu cầu các bạn phải thật là chăm chỉ. Và khi nào mà các bạn quên bài ấy, các bạn có thể xem lại những cái bài giảng này của cô để chúng ta sẽ củng cố lại một chút nhé. Rồi bài giảng của cô đến đây là kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học tiếp theo nhé. Bye bye.